Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại quản không được thì cấm. Nhà nước Việt Nam trên danh nghĩa luôn chủ trương tôn trọng quyền tự do hội nhập, hội họp là một phần của các nguyên tắc nhân quyền cơ bản. Theo hiến pháp cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tự do hội họp cho phép cá nhân hoặc nhóm người có thể tụ họp công khai hoặc riêng tư. Để chia sẻ ý kiến, thảo luận các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế mà không gặp cản trở vô lý từ phía nhà nước, đây là một quyền quan trọng đảm bảo mọi người có thể thực hiện các hoạt động hợp pháp trong một xã hội dân chủ và thúc đẩy sự phát triển của nó. Vào ngày 4 tháng 11, Đài FA tiếng Việt đưa tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã câu lưu gần 20 người là cựu tù chính trị cũng như thân nhân của các tù nhân lương tâm đang bị chính quyền giam giữ. Trong đó có hai cựu tù nhân lương tâm là Đỗ Thế Hóa và Hồ Đình Cương mới ra tù vào hồi năm 2023. Bản tin cho biết một nhóm bạn bè khoảng 20 người gồm thân nhân của tù chính trị và những cựu tù chính trị đã tổ chức gặp mặt nhau nhân dịp một việc kiều Úc về thăm Việt Nam vào ngày 1 tháng 11. Cuộc họp mặt này bị cơ quan an ninh công an Thành phố Hồ Chí Minh gây khó dễ với lý do nhận được tin báo từ quần chúng nghi ngờ có bom trong nhà hàng nên cần phải điều tra. Một số nhân chứng cho biết sau khi tàn tiệc liên hoan vào lúc 22 giờ khi ra về từ một nhà hàng ở quận 12 Sài Gòn, nhóm thực khách đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn đường với lý do kiểm tra nồng độ cồn. Ngay sau đó lực lượng công vụ đã buộc mọi người lên xe về đồn công an để kiểm tra việc sử dụng chất cấm. Nhưng khi về đồn rồi thì họ cũng không kiểm tra mà đưa mọi người về ở trụ sở công an phường khác nhau trong quận 12 để thẩm vấn. Tại đó, cơ quan an ninh tiến hành lục soát tư trang và buộc phải giao nộp điện thoại cung cấp mật khẩu để công an xem tin nhắn trên mạng xã hội Facebook và các ứng dụng khác. Các nhân viên an ninh thành phố đã tiến hành tra hỏi về mục đích của buổi gặp mặt, nội dung cũng như các mối quan hệ xã hội. Đồng thời buộc tất cả mọi người phải viết cam kết không được tiết lộ nội dung buổi làm việc cũng như không được chia sẻ thông tin chống phá đảng, nhà nước lên mạng xã hội. Được biết phải đến 4-5 giờ sáng ngày hôm sau, mùng 2 tháng 11, buổi làm việc mới kết thúc và một số người mới được an ninh thành phố trả tự do. Còn lại hai người trong đó có một việc kiểu Úc bị câu lưu gần 24 tiếng mới được trở về. Trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến phản đối rằng vụ việc kể trên cho thấy cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tùy tiện giữ người vô cớ là các hành vi trái pháp luật. Theo chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn ổn định chính trị, nhà nước Việt Nam yêu cầu cần phải xử lý trên các nguyên tắc của pháp luật đã quy định. Điều đó sẽ đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chủ trương tôn trọng quyền tự do hội họp là một phần của các nguyên tắc nhân quyền cơ bản được quốc tế và nhiều quốc gia công nhận. Quyền tự do hội họp cho phép cá nhân và nhóm người có thể tụ họp công khai hoặc riêng tư để chia sẻ ý kiến, thảo luận các vấn đề về xã hội, chính trị, kinh tế mà không gặp cản trở vô lý từ phía nhà nước hoặc các lực lượng chức năng. Đây là một quyền quan trọng đảm bảo mọi người có thể thực hiện các hoạt động hợp pháp trong một xã hội dân chủ và thúc đẩy sự phát triển xã hội trong khuôn khổ quy định của hiến pháp và pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại quản không được thì cấm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao Tổng cục 2 có lãnh đạo mới? Có phải Tổng bí thư Tô Lâm càng xa lầy hơn hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng cục 2 vừa có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, Tổng cục trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ để Trung tướng Trần Công Chính thay thế Trung tướng Phạm Ngọc Hùng trong vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Quyết định vừa nêu xảy ra sau hơn một tháng vào ngày 29 tháng 9 khi Tổng bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Tổng cục 2. Tổng cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2 là một cơ quan trọng yếu trong lĩnh vực tình báo quân sự, là cơ quan nắm bắt thông tin chiến lược và hoạch định chính sách quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia. Nguồn tin nội bộ cho biết Tổng cục 2 đặt nặng vấn đề theo dõi nội bộ hơn là công tác tình báo ở nước ngoài. 70% công việc là điều tra, thu thập thông tin về các đồng chí lãnh đạo trong đảng
và chỉ có 30% là điều tra về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên trước đây, ông Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý với giới chức tướng lĩnh quân đội. Theo giới quan sát, tuy Tổng Bí thư Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa thực sự kiểm soát được hoàn toàn quyền lãnh đạo với phe quân đội. Bởi số đông các tướng lĩnh quân đội thân Trung Quốc đã và đang tìm cách cản đường ông Tô Lâm, nhất là tân Chủ tịch nước Đại tướng Lương Cường. Trong lễ trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Đại tướng Phan Văn Giang đã yêu cầu cần có chủ trương đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đây có thể là một chỉ dấu cho thấy Bộ Quốc phòng hay phe quân đội đã tin tưởng tín nhiệm Trung tướng Trần Công Chính hơn cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng. Về lý do của việc thay đổi lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục 2, truyền thông nhà nước Việt Nam giải thích rằng do liên quan đến an ninh quốc gia nên lý do không được công khai để đảm bảo tính bí mật. Nhắc đến Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo quân đội không thể không nhắc đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một trong những nhân vật quan trọng lực lượng tình báo và an ninh quốc phòng của Việt Nam. Ông Nguyễn Chí Vịnh từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, phụ trách chỉ đạo về tình báo chiến lược cũng như công tác đối ngoại, quốc phòng của nhà nước Việt Nam. Theo giới thạo tin, Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng Tút, từng là cấp phó cho tướng Vịnh trong Tổng cục 2 trước đây, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2014, Nguyễn Chí Vịnh đã từng đưa Hùng Tút đến nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Được biết, tướng Phạm Ngọc Hùng chí trá, thức thời hơn Nguyễn Chí Vịnh trong việc trung thành với cấp trên. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là người chỉ tận tụy duy nhất với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngược lại, Hùng Tút được theo phương châm gió chiều nào, che chiều đấy, không trung thành với ai lâu dài cả. Theo giới thạo tin, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang tạo điều kiện cho ngồi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2 với thời gian dài kỷ lục đến gần 10 năm. Tuy nhiên, mới đất dây, nguồn tin của Thời báo .d tiết lộ Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở trong thế bị bao vây và các quân bài nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng đã được lật ngửa. Những thỏa thuận của ông Tô Lâm trước đây với Hùng Tút đã bị Tổng cục 2 phanh phui. Điều vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với thông tin việc bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là do hai ông Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang quyết định. Quý vị các bạn theo dõi bản tin vì sao Tổng cục 2 có lãnh đạo mới, có phải Tổng Bí thư Tô Lâm càng xa lầy hơn hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.